Mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin về lũ quét và sạt lở đất. Thưa quý vị, tại khu vực phía Tây Bắc và Việt Bắc thì tình trạng mưa diễn ra dài ngày khiến một số địa phương như là Lai Châu, Yên Bái có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 19 tháng 9, Lai Châu đã tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm và đặc biệt là tại các huyện như Phong Thổ, Xin hồ mường tè nậm nhùn tam đường còn tại tỉnh yên bái cùng ngày khu vực tỉnh này có lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm có nơi trên 60 mm và đặc biệt tại các huyện như lục yên yên bình văn chấn cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét sạt lở đất sụt lún đất tại lai châu và yên bái do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp một các chuyên gia cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường ảnh hưởng đến tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế và xã hội